mẫu mẹ kịp giờ kỳ ba. Mẹ ơi lòng trẻ thiết tha, ăn năn sám hối tại gia tu trì. Con dành ngủ với tam quy, đạo tâm con nguyện hôm đi cao dời. Đạo nhân con nguyện đắp bồi tu bòn phước đức cả rồi nghiệp xưa. Con nguyện cũng niệm sớm mi trưa, ăn năn sám hối tội xưa thiểu lần. Cầu xin các đấng hoàng ân, vua cha mẫu mẹ thánh thần chứng tri. Cầu xin mẹ phụ quyền di, lòng thành con trẻ hôm nay nguyện cầu. Cầu xin mẹ rưới phước màu truyền cho ba tánh đi đạo sâu tu hành. Ngày nay với tấm lòng thành cầu người cường bảo lòng lành sửa tôn. Trần miền như thế trăng y lô, cầu cho ba tâm rừng nhu tu hiền. Mọi người gặp được thiện duyên cái tà quy chấm cõi thiên được về. Tội lỗi lầm mê, ăn năn nghi sáng mai được về lạc ban. Khi xưa lời Phật rõ ràng, thành thì tâm nghi sáng tỏa vàng nước lên. Nhưng người trần hạ lại quên mãi đua tài trí bọn khen tước quyền. Càng ngày si tối đạo điên làm tội ác chẳng kiên thánh thần. Lại còn khinh rẻ tư ân, chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm con có ít hàng nhắc nhở đồng đạo cùng đàn trẻ thơ. Bao năm con cùng dạy khờ gây nhiều nghiệp chướng nơi cùng. Nhờ con ngạo cũng diêu quay thần tam bảo đủ
nguyện siêu tăng phù quyền, làm người không biết thơ tổ tiên ông bà cha mẹ thì xuyền rất to. Sớm đi lo kéo chạy, nếu con để giả riêng tay cứ mãi cần hạ biết ngày nào lớn, ai mà ân nghĩa bao đàn mẫu từ tôn cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Trẻ tưởng niệm ơn trên hoàng màu, kính mẹ hiền phủ ở điểm độ em. Ba gia ba tâm sớm làng mau mau tỉnh đi giấc kể vàng từ đây. Đừng tưởng thấy mộng dạng là thật, đêm si mê rồi diệt thiện tâm, quên đi Phật Pháp diệu thân, đó là phương tiện diệt phàm xưa nay. Kiếp người mãi đua chen dân lại, quên hằng đi trong tính ở đời, mãi ham tiền bạc chơi bời, tháng ngày quên mất những lời mẹ con thứ hồng ham mê chè râu, không hại gì bằng tổ nhập tâm, xem thường sĩ diện tình thâm. Vừa chung đi bàn đó ầm ầm mê đánh nhau, lại chưa nói ân ý thâm nghĩa trọng, khi rượu vào mắng chửi mẹ cha, quên đi công nghi đức ông ở bà phải chăng vì rượu con là bất nhân. Trong các tội yêu anh là trao
lòng xin khuyên người tỉnh đi mộng ăn đi nâng làm con phải giữ đạo hằng thờ cha kính đi mẹ ông bà tổ tiên đôi anh chị cùng là em út phải xử sao cho trọng nghĩa tình thân y kia màu nọ như anh thương yêu dòng giúp giữ gìn phong môn ta dùng giúp bằng lời khuyên bảo ta giữ gìn cho rạng giống nồi khuyên nhau đừng ở lôi thôi cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen tình chồng vợ cũng là nghĩa trong khuyên cùng đừng yểm cụ kinh y tân vợ chồng phải phân phân chồng khuyên vợ già mười phần yên vui đừng ý thế làm ra tiền bạc rồi mỗi người lấn hiếp lẫn nhau nồng lên lớn tiếng mày tao bên nội bên ngoài sới đào với lớn người đời nhớ ông bà đâu bào con cháu mình ăn ở như vậy bởi xưa nghiệp chưa dày đầy không còn phước đức chớ rài than gian bởi xưa lời Phật rõ ràng tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn cúi đầu cầu cần cha hiền xin cha nương nhẹ cần miền chúng con từ lâu phúc đức không bỏ lầm mê tài vật thường còn thật sai đề đầu dòng bãi kim giai tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện anh gái ở thần thiện kiên dùng lời nhân Phật ở đời dù cho nghèo có một lời không thay đêm ngày
cầu nguyện Như Lai. Nam mô sáu chữ Thảo Ngai kính nhường, một lòng một dạ thiện lương, tu nhân tích đức thiên đường kế bên. Cầu xin ý Tam Bảo ơn trên độ người đạo đức qua bên giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương độ người trần thế hùng quang thành thiên. Ai mà ăn ở thiện duyên, cầu xin Ngọc Đế chư thiên độ dầm. Ai mà lạc lòng bờ mê, xem thường tội phước nào kịp giờ, trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ ba. Mấy lời kêu gọi thiết tha, ai ơi thức tâm ý ráng mà tu tâm. Thấy người cùng khổ ân cần, hỏi thăm sắc đi dốc vàng vẫn không bằng. Thấy người bệnh tật khó khăn, ra tay bố hoa thi phước tăng hòa lùi. Người bớt khổ mình vui, phương tiện bố thí tội lui tức thì. Cầu xin chư Phật từ bi, đó người sám hối sân si bỏ dần. Ai mà làm phước đi làm nhân, dù gặp tai họa thấm ý thần cứu cho. Thấy đời mạt pháp không vì lo, không tu không sửa mãi lo làm giàu. Rồi đây gặp lượng sóng đào, vàng rồng bạc miếng làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con, sớm diền cô bác kháng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi, tâm kia tính đi nọm sửa đi kịp giờ. Sau này trở lại cung vi, hầu cha hồ mẹ còn xem rồi đại hội.
hồi giữa lần thấy đời thành trì như đường nhiều xưa. Bây giờ tập xong mi mũi dưa trao dồi đạo đức để chừa tâm vị ta. Riêng lòng tu sửa sắc phàm sớm trưa kinh kệ lần đàm thiên nhân khuyên đừng tính đi thiện so hơn cùng nhau tu sửa cách đi hàng ít chi lòng mình đã chọn từ bi thấy sai thì sửa còn chi quý bằng cầu xin đi tam bảo gia tăng đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu. Đầu dòng bài ơn trên Phật tổ cứu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nỗi ê chề tổ tâm dưỡng tâm tìm về quê. Còn say đắm đam mê vật chất càng lúng sâu có vật chất ra chơi với trong bể ái hà tử xanh xanh ý tử thật là ổn. Chỉ bằng kinh kể hôm nay rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dòng. Dù cho bão táp mưa phong kiên tâm định đi tắt như con nhờ đức từ bi vô tương gì bởi sân si hại mình trôi lăn trong kiếp phù sinh hiện tan tan hiệp lục bình trôi sông đến khi trời trở gió đông cánh bèo tan rã có mong hiệp thành. Bây giờ còn kiếp nhân sanh đó là phước lớn lòng lành ráng tu. Ai mà
thân thể ương, đem lòng kiên bảo vệ thường có nghe. Phải chi ai cũng kiên dè sợ tội, sợ lỗi khác mà tu thân. Để sao dứt bỏ xác trần, Tây phương tịnh y độ an nhàn thấm thơi. Tham chi dục lạc trong đời là đường luyến ai đến nơi vô thường. Thấy đời lầm lạc mà thương, không hồi tâm lại tìm đường tu thân. Tu là báo bổ tư ân, hoa hồng ấp lành sống thân tại tiền. Thuốc thang bồi bổ không quyên, sớm thăm y tối duyên, thường xuyên chớ rời. Đầm mì bọc giữ gìn tâm hồn, đó là đạo đức trường tồn. Cầu cho cô bác đi đạo chân tu hiền, ngày ngày cầu nguyện độ cho ba tâm trần miền sáng tu. Tu sao bỏ quán quên thù, từ bi hỷ xa thầm thâm pháp lành. Tu sao một dạ thành người hiền đức, sự sanh ni tạc thần. Bỏ lòng quán trả thù dơ, tương thân tương ái giờ giờ chớ quên. Cầu xin ni tam con trí tuệ lập nên đạo màu, độ người khắp cả năm châu. Chán chê vật chất trồng cầu nghĩa nhân, người người một giả tương thân. Kẻ giàu người khó lần lần sửa tu,
là bó lòng bỏ vô xê tan cho lắm không bằng Nam Mô. Trang công khỏi đọa tam đò tập làm cô thi lần vô cửa thiền để rồi sớm tối cần kiên hiểu thông kinh đi kệ kết duyên Phật nhà cầu xin từ phụ Thích Ca đó người sáng mà nói bước qua giác ngàn cầu xin đi Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp độ an thế trần xưa kia hung dữ bội phần hôm nay sửa tánh gieo nhân hòa lành cũng có lòng thành thở trời chính ni Phật phát sanh ni Bồ Đề xưa thì dục lạc lầm mê ngày nay sáng mà hối lần về quê xưa điều trì mẹ đợi sớm trưa con nào thức tình mẹ đưa rước về kim giai con được hậu kề hậu cha mong sao ba tâm ni chí thành ăn năn ni sáng khói phước sanh hòa lùi đã tu khuyên chớ dễ vui gắn công thèn tâm bỏ đi những sự sai lầm năng hành bố hóa tiếng chiều thắm pháp màu tu hành Phật chẳng bỏ đâu khuyên cùng cô bác trời lòng lòng thinh thinh làm sao tránh lấy tội thiên đình quả ban bây giờ ta chịu cơ hàn theo chân Phật pháp chọn đường chánh ni đạo đề mà tu tấn tu là biết trọng thánh ni thật bà con cô bác nghĩa nhân phải tròn tu
mà phước đức không bọn. Tu bằng cái miệng thì còn chi thân, tu là làm phước làm nhân, giúp người là bước cơ bằng nắng tay. Mặc ai đùa trí phô tài, thiện lương ta giữ ngày ngày kể kinh. Đường ngay nẻo tăng nâng trần, thông dòng rào bước ghé kinh người. Sau này như thế hoa tươi liên hoa mà hoa phẩm là người mà sống ta. Nam mô sao chờ thường xuyên mà tống niệm, thân tâm an nhàn, nhẹ nhàng bước tới lạc mang. Sao còn mà quay lại thì để đổ an thế rằng. Quyền đài tất thi đức tu thân ơi, bớt đi mà lỡi lạc thì nghĩa giới nhân phải con ngày. Làm người biết niệm từ bi, thân tâm bi khẩu ý sẵn si tiêu dần. Tu thì phải sống thanh ni bằng, cầu xin ni tam bảo hồng ân phù này. Hạ quân sắp mà tới hết đây, không tu không sửa hội này hết trơn. Tu là không dần không hợp, gặp người biến nhẹ chẳng xa lòng ta. Mong sao thoát cảnh ta bà dễ miền mà thất lạc. Phật đà để tranh lời thân cao. Chi bằng tâm đạo dòi cao, đánh tan lục dục phá nhào vô minh.
tình ấm lòng mà tu niệm thất tình phải hà sang bờ mê bên giác lần qua gặp chữ Bồ Tát để mà cùng lời ngọc châu tu hiền chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà còn thương đời long qua Di Lạc Tôn Vương Phật xin trời đất chứng nghi minh lòng hiếu kỳ ba thân trụ xin mẹ hiền điển phụ tình thương để cảm ứng chứng minh tâm thành của trẻ lỗi lầm đại từ tổ cảm ứng chứng minh sanh thường trụ chân lý pháp minh Như Lai quá khứ tỳ bà thí Phật Nam mô vô di thiên cung quyền Ngọc Hoàng Phổ Độ Đại Thiên Tôn Nam mô thập phương tam thế chư Phật thượng trụ tam bảo Nam mô bổn
trong gia, con về nguyện đàn như miệng tiền. Nam mô Tam Thiên Mẫu Di Đà Thế Tôn, cảm ơn quý chúng cầu an nguyện tấu thiên
phàm diệu dân Phật đất đi dân đi tên đề quy y tam bảo diễn đề thiền rộng đài cao thỉnh mẹ ngồi đó ban vàng mẹ đi tên vàng là trẻ hài nhi mẹ thương ghi ta cung di đắp bồi thì để con ngồi mà lên trên tâm thầm hòa quyện trên kinh cầu an gia đạo dưới trên thuận hòa việc làm mọi việc đắc thành nguyện cầu thất tổ cứu quyền siêu thân nguyện cho cha mẹ hiền tiền phước tăng lộc thọ Nam mô A Di Đà Phật. Bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 27 này do Phật tử Phan Thị Lan Anh sinh năm 1953 pháp danh Tâm Đức hiệp cùng gia đình để phát tâm ấn tống bộ kinh này. Phật tử Phan Thị Lan Anh cầu nguyện cho hiệu Phan Ta Tiết Qua xin ở 936 Kamahulu Ave Honolulu để cầu nguyện gia đình hưng thạnh quyến thuộc tăng phước quảng viên tấn tài tấn lộc tấn bình an hồi hướng phước báo cho quý Phật tử sở nguyện sở cầu luôn luôn thành tựu cầu chúc cho gia đình quý Phật tử luôn được thành công trong cuộc sống. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tát Đài Chứng Minh. Đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn xin trân trọng giới thiệu bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 27. Bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 27 này của tác giả Nguyên Thơ tự Thanh Tâm cư sĩ. Dịch giả Thích Vũ Long biên soạn công đồng thực hiện chương trình đạo tràng chùa Minh Duyên Thích Huệ Nhẫn. Dưới
sự phát tâm của Phật tử Phan Thị Lan Anh, pháp danh Tâm Đức. Nguyễn Di Khương, pháp danh Tâm Pháp. Lư Ngọc Thanh, Tony Anh Phan, pháp danh Tâm Hiếu. Lê Trúc Liên, pháp danh Tâm Hạnh. Romeo Anh Phan, pháp danh Minh Trí. Lotus Anh Phan, pháp danh Diệu Chơn. Cùng nam nữ Phật tử đồng phát tâm ấn tống bộ kinh này. Cùng Phật tử khắp nơi thân mến, khi nghe qua kinh điển Mẫu Hoàng, chúc quý ngài đầy đủ phước duyên, sớm bước lên con thuyền bát nhã. Kính kể khuyên đời ít lợi chung, nhớ trao người khác được nghe cùng. Hồng chung y ân y tâm toàn duyên phương, pháp thi giống lành ráng vén dung. Nay đệ tử tâm thành hòa quyền, khi chân kinh nhân thế luôn truyền, họ phán tên gọi Lan Anh, phát tâm ấn tâm bộ kinh Mẫu Hoàng. Để cầu nguyện gia đình an hưởng, chớ tấn tài tấn lộc lô niên, nguyện trên cha mẹ mười phương, chứng minh Phật tử tên là nguyện. Chư tôn thiền đức tăng ni, quý nam nữ Phật tử, giác linh hòa thượng ân sư. Tác giả Thích Nguyên Thơ, tự thanh tâm cư sĩ. Hiệp cùng quý nam nữ Phật tử đã thành tâm ấn tống bộ kinh này. Nay đạo tràng chùa Minh Nguyên Huệ Nhẫn xin được ghi lại bộ kinh khuyên đời tu niệm. Đầu cuối lại diêu kỳ hoàng màu, xin mẹ phô đến lành đó trẻ trần gian. Từ lâu con trẻ bơ vơ không thông nguồn cõi bến đi bờ là đâu. Hôm nay con rõ đuôi đầu, nhờ huynh nhờ tỷ ngõ hầu phân qua.
kim bàn ngọc lão bài ra.